Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có các phần chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ view lại tất cả một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản, gồm có các mã cổ phiếu của nhóm ngành trụ. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành rất là cơ bản, nhóm thép này, nhóm dầu khí, nhóm thủy sản, nhóm cảng biển, phân đạm, dệt may, ở nhóm ngành Viettel và một số các cái mã cổ phiếu khác. Và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu penny. Và phần cuối của bản tin thì Hùng Lê sẽ dành một ít thời gian còn lại, chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần vừa qua và sẽ có một vài ý trong trong cái xu hướng, một vài ý để nhận định cái xu hướng ở trong tuần tới, tuần mà chúng ta sẽ đáo hạn hợp đồng phái sinh vào ngày 21 tháng 4. Chúng ta cũng thấy rằng là trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta cũng tiếp tục gặp những cái sự khó khăn nhất định. Và trong bản tin tuần video số 121, tuần từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4, tức là tuần vừa qua, chúng ta có giao dịch 4 phiên giao dịch, thì Hùng Lê có những đánh giá, nhận định về việc là VN30 và phái sinh chúng ta sẽ test lại vùng 1.507 điểm, và chỉ số index của chúng ta sẽ test lại vùng 1.465 điểm. Đó là các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của thị trường. Và một cái dự báo về mặt thị trường chung, đó là thị trường sẽ tiếp tục rất là khó khăn của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua thì thực sự là thị trường của chúng ta tiếp tục gặp những cái khó khăn. Thị trường đã có những nhịp hồi, nhưng mà sau đó thì tất cả những nhịp hồi của chúng ta thì đều đã được gọi là đã lấp lại hết toàn bộ, và thậm chí phiên kết tuần thì là một phiên tương đối xấu, thị trường của chúng ta giảm điểm rất là sâu, và trong tuần thì đã có những cái phiên giảm điểm rất là rát, tức là phiên thứ sáu tuần trước thì đã giảm điểm rất là mạnh rồi, và đến các phiên giao dịch của tuần tiếp theo thì như vậy là cái đà khó khăn của chúng ta tiếp tục được tiếp diễn. Một vấn đề hiện tại ở đây thì chúng ta, anh em của chúng ta cũng đều thấy rằng là thị trường trong thời điểm hiện tại không có quá nhiều các cái yếu tố về mặt vĩ mô để ủng hộ cái xu hướng của thị trường, để có những cái tác động tích cực đến thị trường, mà thay vào đó thì nó chỉ là những cái thông tin bắt bớ, thông tin thanh tra, rồi các cái thông tin xáo trộn về bộ máy các cái doanh nghiệp, các cái ban lãnh đạo của chúng ta, vân vân và vân vân, thì đấy là những cái thông tin khá là xấu. Hiện tại thì báo cáo tài chính của quý 1 cũng chưa ra, nên là trong những cái tuần tiếp theo thì khả năng sẽ có một số các cái công ty sẽ ra các báo cáo tài chính, và kỳ vọng sẽ có những cái thông tin tích cực hơn về doanh nghiệp. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi về vào phần chính của bản tin để chúng ta view lại một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu cơ bản các anh chị nhé. Thì đối với VIX trong tuần vừa qua chúng ta có 4 phiên giao dịch ở đây, và vùng kháng cự của nó vẫn là vùng 82, vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó quanh vùng 80. Hiện tại thì trong tuần vừa qua VIX gần như là đi ở trong cái biên 80 đến 82. Nhìn về mặt ý đồ thì khả năng là tuần tới khả năng VIX sẽ có những điểm test cung lại các anh chị, bởi vì hiện tại nhóm VIX cũng đang tương đối là xấu. Khả năng nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại quanh vùng 80, thậm chí sâu hơn thì nó có thể quay lại vùng 78 các anh chị. Vinhome thì thực sự xấu, khi mà trong tuần vừa qua chính thức là Vinhome, kể cả trong các bản tin tuần thì chúng ta có đề cập đến Vinhome có hai điểm chỉnh cung kỹ thuật, đó là vùng 75 và sau đó biên 73.5 đến vùng 74, và chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì Vinhome đã bị phá vỡ cái tính cấu trúc của nó, tức là phá vỡ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 73.5 ở đây. Và một cái sự vận động thông thường của các mã cổ phiếu, các anh chị lưu ý như vậy, khi vùng hỗ trợ thấp, vùng hỗ trợ cao bị phá thì cổ phiếu sẽ có những cái xu hướng về mặt kỹ thuật là nó sẽ test lại những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Thì ngắn hạn trong tuần tới Vinhome sẽ có thể quay lại quanh vùng 70. Trong trường hợp vùng 70 mà bị thủng thì chúng ta sẽ phải tính toán Vinhome ở vùng 65, tức là hiện tại thì Vinhome cũng đang khá là xấu. VRE nhìn chung trong tuần vừa qua thì cũng đã có những phiên quay test lại cung ở quanh vùng ở đây, đó là quanh vùng 31.5, và thậm chí đã có những cái điểm trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, tức là nó bị đạp khá là mạnh trong cái phiên giao dịch mở cửa lại của tuần mới. Ngắn hạn thì nó đang có những cái lực hồi, tuy nhiên những cái lực hồi này cũng không thực sự là thuyết phục, nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ quay lại vùng 31, và điểm xấu hơn có thể tính toán ở đó là quanh vùng 30.5. Vinamilk trong tuần vừa qua nhìn chung thì nó cũng chưa có nhiều các cái
Yếu tố đột biến sau một cái lực long lên rất mạnh thì Vinamilk cũng đã trả hết cung, và cái vùng trả cung dự kiến kỹ thuật của nó là ở quanh vùng 76.5. Thì các anh chị nhìn thấy là trong tuần vừa 76, khoảng 76.7 như đây này, thì trong tuần vừa qua thì nó cũng đã đi khá là sát ở quanh biên này và kết tuần thì đang ở khoảng vùng 76.5. Tuần tới thì Vinamilk sẽ có ở biên 75 đến khoảng biên 76. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không và nhóm du lịch. Thì đối với VLIC, gần như trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng đang phân tích một cái nhịp chỉnh cung quay trở lại của cổ phiếu này. Ngắn hạn thì chúng ta có vùng 134 đến vùng 135, tuần tới xu hướng cao thì cổ phiếu này sẽ test lại vùng này trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu HVN như vậy là khi mà HVN bị mất trong bản tin tuần đó, thì cũng có nói rồi, mất vùng 24.5 thì xu hướng khả năng cao nó sẽ quay lại về vùng 23, mặc dù trong tuần vừa qua thì nó đã có những cái điểm test ở quanh vùng 23.5, sau đó nó lại long lên. Tuy nhiên cái điểm long này thì nó cũng không thực sự mạnh khi nó gặp phải vùng cản ở đây, đó là vùng 24.5 đến vùng 25. Tín hiệu kết tuần khá là xấu, và với tín hiệu này thì tuần tới sẽ có ở vùng 23 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 22.5. Cổ phiếu Superdome Kiên Giang SKG thì đối với SKG trong những bản tin tuần trước á, thì cũng có nói đến cái target kỹ thuật của nó đây là quanh vùng 26, và như vậy là nó chỉ đạt được đến vùng 26 và sau đó nó chỉnh cung luôn, tức là nó đổ luôn. Đó, nó không đi lên được cái target vùng 29 ở đây, tức là target 29 không không đạt được. Thì cái sự vận động của cổ phiếu nó cũng như vậy thôi, khi mà nó công ở kháng cự vùng gọi là vùng 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 kháng cự thấp thì nó sẽ lên vùng kháng cự cao. Đó, cụ thể là trong một cái nhịp cũ chúng ta phân tích ở vùng 19.5, chúng ta đưa lên target vùng 23, và vùng 23 nó break được thì nó lên vùng 26, 26 break được thì nó lên vùng 29, nhưng mà đến vùng 26 này là nó bị thất bại chính thức là nó bị thất bại. Thì nó bị thất bại rồi thì khi mà chúng ta nắm giữ vị thế thì chúng ta có thể chốt hoặc là chúng ta cầm lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mạnh để làm gì, để chúng ta căn cứ cái xu hướng của thị trường phục hồi, và cùng với đó thì cổ phiếu phục hồi thì như vậy là chúng ta có thể bắt lại để chúng ta cân bằng lại cái danh mục cũng như là chúng ta thực hiện thao tác chém cá trên thớt. Ngắn hạn thì trong tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng là Superdome Kiên Giang sẽ hội tụ ở quanh vùng 18 anh chị. Trong tuần vừa qua thì nó bị đạp thủng vùng 19.5, và tuần này thì có một cái nến kết tuần nó đang cố lấy lại vùng 19.5, tuy nhiên khả năng là sẽ chưa chưa lấy ngay được, nó sẽ còn dập dìu, tức là nó vẫn còn những cái nhịp long lên xả xuống ở đây quanh cái vùng 18 ở đây, và kỳ vọng là từ vùng 18 này thì có thể mua để chém cá được đó. Và cái nhịp chém cá thì nó sẽ hồi đến đâu, nó sẽ hồi đến khoảng quanh vùng đây này, quanh vùng 21.5 đến vùng 22, tức là vùng này lại xả ra xả hàng. TCT cáp treo bàn à, đó nhìn chung thì con này nó vẫn vậy thôi, nó đi tương đối là miễn nhiễm với thị trường. Tuần vừa qua nó đã test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 43 đây, có những phiên long lên ở 46 nhưng nhìn chung nó vẫn tích lũy được ở trong biên này, thì anh chị có hàng thì cứ cầm thêm. Cổ phiếu VTD trong tuần vừa qua thì VTD cũng đã một lần nữa công lại cái vùng hai gần suy soát vùng 27 đây các anh chị, đây vùng kháng cự, vùng này nó cũng như vậy. Và cái nến đằng sau nó, tức là trong phiên thì bản thân là nó đã thể hiện cái sự suy yếu trong phiên luôn, tức là nó không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất đó, đây cũng như vậy. Và sau đó thì nó nhịp này nó cũng phản ứng tương đối giống với bên này. Thì cái nến này là một cái nến đạp tương đối là mạnh, thì tuần tới nó sẽ cần phải có thêm cái dữ liệu kỹ thuật ở quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Trong trường hợp nếu như nó không lấy lại được vùng 23.5 thì xu hướng là nó sẽ đánh lại vùng 22 ở đây. Đó, thì sẽ cần thêm một cái nến xác nhận ở đây. Các tài khoản cầm thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Trụ Mansan trong tuần vừa qua chia cổ tức, chính vậy nên là một số cái chạc kỹ thuật đấy trước đây nó ở trên này thì bây giờ nó đã kéo xuống như thế này, thì cũng đã set up lại cái phần sau khi chia đó. Vậy thì sau khi chia thì chúng ta có vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 130, và sâu hơn sẽ là vùng 135. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vùng 117 đến vùng 120 sau chia. Nhìn về mặt xu hướng thì tuần tới khả năng Mansan sẽ quay test trở lại cung ở quanh vùng 117, 118. Đó, khoảng 118 đến khoảng 120, như vậy là sẽ quay lại test vùng này trước khi mà nó lại có một cái nhịp bật kỹ thuật tiếp theo ở đây.
Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm các anh chị, và trong đó thì có mã cổ phiếu BVH. Thì quay ngược lại chiều dài của BVH thì chúng ta đã bắt đầu phân tích một sóng hồi của cổ phiếu BVH từ khá là sớm. Chúng ta đưa được những cái target kỹ thuật của BVH ở trong những cái tuần phân tích vừa qua, đó là vùng 60, sau đó thì đến vùng 63, và chúng ta đang đưa lên vùng 66 đến khoảng vùng 66.5. Bản thân ở trong tuần giao dịch cũ thì gần như là BVH đã hoàn thành, tức là như thế này là gần như là đã hoàn thành cái target mà chúng ta đề ra ở đây. Và sau đó thì BVH chỉnh, trong tuần vừa qua thì BVH chỉnh cung. Thì cái điểm rũ chỉnh cung của BVH tương đối là mạnh trong phiên giao dịch của ngày thứ thứ ba. Thì BVH đã rũ hết, nhưng phiên liền sau đó, cái câu chuyện là sau một phiên đánh sốc, đánh đạp sâu thì chúng ta cần thêm cái phiên dữ liệu kỹ thuật tiếp theo để chúng ta đánh giá. Và phiên tiếp theo này thì nó đã hoàn thành, gần như là nó đã phủ lại hết toàn bộ cái phiên giảm của phiên giao dịch ngày thứ ba. Đó, như vậy nó sẽ là rất là tích cực. Đó, rất là tích cực. Và điểm test cung kỹ thuật của BVH ở quanh vùng 60 thì cũng tạm gọi là ok. Ở phiên kết tuần thì BVH có một lực cầu tương đối là mạnh trên 3,3 triệu cổ phiếu, tức là gấp trung bình 21 phiên, gấp đôi. Với lực đánh này của BVH thì BVH cũng đã quay trở lại cái target của chúng ta đề cập ở đây, đó là vùng 66 đến vùng 66.5. Đó. Thì sang tuần tới khả năng BVH sẽ chỉnh cung, nó sẽ chưa chạy ngay được đâu. Nó chỉnh khỏe thì nó sẽ chỉnh ở khoảng quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 65 trước khi nó công lại vùng 66.5. Trong nhịp này khả quan thì dòng tiền đang đánh ngành bảo hiểm các anh chị, dòng tiền đang đánh ngành bảo hiểm khá là tốt, và BVH thì lại là vừa là trụ. Chính vì vậy nên trong giai đoạn hiện tại thì tạo lập cũng đang sử dụng về trụ tương đối là mạnh, tức là dòng tiền đang tập tập trung vào trụ các anh chị, vào trụ rất là nhiều. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích một số trụ các anh chị sẽ thấy được, và dòng tiền trong thời điểm hiện tại là gần như đã đổ vào trụ, là nó đều đã gấp trung bình 21 phiên, đó, gấp đôi và gấp rưỡi, gần như là như vậy. Thì như vậy là chứng tỏ rằng là dòng tiền đang hút vào trụ, nên là chúng ta cũng sẽ tập trung đó, các anh chị sẽ tập trung nhịp này vào các cái mã cổ phiếu trụ, đó, sẽ là rất là ok. Rồi, mã cổ phiếu BMI cũng là một mã cổ phiếu trong nhóm ngành bảo hiểm. Thì đối với BMI trong nhịp cũ thì cũng đang đề cập đến một cái target kỹ thuật của nó, đây là vùng 46, vùng 6.5 đây. Nó chưa đạt được trong tuần vừa qua, khi giao dịch trở lại thì BMI bị đạp hai phiên tương đối là mạnh. Quay trở về lại vùng 38 đến vùng 39 ở đây. Ở trên góc độ kỹ thuật thì phiên kết tuần là một phiên mà nó cũng đánh tương đối là đẹp rồi. Thì ngắn hạn thì BMI khả năng nó sẽ chưa đánh ngay được mạnh ngay được đâu. Đó, nó sẽ trả cung lại, nếu mà chỉnh cung sâu thì sẽ quanh vùng 40, còn nếu mà đẹp đẹp một tí thì khoảng quanh vùng 40.5. Tức là nó sẽ test lại ở cái mút đầu cái cây nến tăng này, rồi chúng ta sẽ test lại đầu mút này. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái mức độ kỹ thuật của BMI test ở đây để chúng ta đánh giá thêm. Ở xu hướng kỹ thuật thì sẽ kỳ vọng hồi phục lại vùng 44 và xa hơn thì sẽ là vùng 46.5, tức là cái target kỹ thuật của chúng ta đang để ở đây. Đó. Cổ phiếu MIG cũng là một mã cổ phiếu trong nhóm ngành bảo hiểm, và đến thời điểm hiện tại thì tuần này chính thức là MIG đã đánh lại, đạt được cái mark target của chúng ta nói đến ở đây, đó là quanh vùng 28 đến khoảng vùng 29. Nó một cái nến rất là đẹp, với lực cầu phiên ngày hôm nay thì phải gấp 3 lần trung bình 21 phiên. Và trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang đánh vào MIG cũng khá là tốt, chính vậy nên là cổ phiếu này nó cũng đang là một cái hiện tượng của nhóm ngành bảo hiểm các anh chị, và cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Về mặt kỹ thuật thì sang tuần tới MIG chúng ta sẽ kỳ vọng ở MIG điều gì, đó là nó sẽ test lại cung cầu ở quanh vùng 28.5. Nhịp này sau khi mà nó đạt kháng cự thì nó test, nhưng mà đến đây là nó test thất bại các anh chị này. Đó, nhịp này là cái điểm này là xác nhận nó test thất bại này. Cái nến này là xác nhận thất bại đó. Vậy thì đây cũng như vậy, chúng ta sẽ phải chờ thêm, chúng ta xem nó test thành công hay thất bại. Và nó thành công thì cái vùng 28.5 này bây giờ trở thành một cái trụ đỡ, một cái vùng đỡ rất là quan trọng để xác nhận rằng MIG có thể đánh lên vùng target 32 không. Về mặt kỹ thuật thì khả quan là MIG sẽ tiếp tục đánh, nhóm ngành bảo hiểm đang khá là ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ, nhưng nó cũng nằm trong bộ trụ của chúng ta, gồm có PNG. Thì trong thời điểm hiện tại thì nhóm ngành bán lẻ cũng hút được cái dòng tiền rất là tốt, và bản thân PNG chúng ta có đạt được vùng target 116, xong đó thì target mà chúng ta đang nói đến ở đây đó là vùng 120.5 trong bản tin tuần video số
120, chúng ta xây lên vùng 120, 120.5 ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là ba cây nến, nó tiệm cận vùng kháng cự. Đó, và Hùng có phân tích rằng khi mà về vùng 120 thì cái việc chỉnh cung của nó là bình thường, và nó có hai vùng chỉnh cung đẹp, đó là quanh vùng 114 và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính ở vùng 110. 114 và 110 đây là vùng hai cái điểm chỉnh cung rất là đẹp của PNG khi mà nó có vùng kháng cự đây. Đó, thì trong tuần vừa qua là nó có cái cây nến của ngày thứ ba, nhưng đến cây nến của ngày thứ tư là nó đã lấp lại được quanh vùng 114, như vậy rất là ok. Và tiếp tục hai cây nến của phiên ngày thứ năm và thứ sáu nó tiếp tục công lại vùng 120.5 ở đây. Đây chính là cái vùng kháng cự rất là mạnh này. Anh chị nhìn thấy đấy, cứ lên đến đây là nó bị đổ lại. Và với việc đổ lại như thế này kết hợp với thị trường chung, khả năng tuần tới nó sẽ gặp khá là khó khăn, nên là PNG khả quan là nó sẽ quay lại quanh vùng 114 để test lại cung. Đó. Vùng 114, còn xa hơn thì sẽ ở đây, vùng 110. Tức là nó cứ nằm trên vùng 110 cộng thì PNG vẫn là ok. MWG ở trong thời gian vừa qua, đúng không? Sau một cái giai đoạn mà chúng ta có phân tích một cái điểm đi ở trong biên 128 đến biên 140, và ông có nói rằng là sau một cái giai đoạn đi hình sin này thì cổ phiếu nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện về mặt xu hướng. Đó, và chính cái cây nến mà nó đánh thủng vùng 140 ở đây chính là cái điểm để chúng ta nhận diện xu hướng dự báo một trend kỹ thuật tăng của MWG. Đó, còn ngược lại là sau một cái giai đoạn mà nó đi như này mà nó có những cây nến thẳng xuống đỏ đặc như thế này. Đó, thì khi đó thì chúng ta nhận diện gì ạ? Chúng ta nhận diện một cái xu hướng đi xuống của cổ phiếu MWG. Đó, thì cái điểm cuối một cái con đường thì bao giờ nó cũng sẽ cho chúng ta một cái trend, một cái tín hiệu để chúng ta dự báo về mặt xu hướng. Ok, và sau cái điểm này thì chúng ta đã xây được cái target của MWG chính thức là 160 đến 160. Tạm thời chúng ta sẽ nói như vậy. Trong tuần vừa qua thì MWG có chỉnh cung. Đó, và điểm chỉnh cung thì có dự kiến là 145, nhưng mà trong thực tế là phiên giao dịch ngày thứ hai nó có chỉnh, nhưng mà nó suýt soát thôi, nó về một vùng 146, sau đó rút chân lên. Và đến cái phiên giao dịch của ngày thứ tư thì như vậy là nó đã đè lại được cái vùng hỗ trợ 152, 153 ở đây, rất là ok. Dòng tiền vẫn tiếp tục duy trì vượt trung bình 21 phiên, với cá biệt có những phiên 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là đẹp. Tuần tới thì MWG dự kiến, ông sẽ dự kiến là nó sẽ chỉnh cung lại một nhịp nữa. Thấy chỉnh cung lại một nhịp nữa, và nhịp chỉnh cung ở đây nó sẽ ở khoảng quanh vùng 155. Hả? 155, ok. Khả năng sẽ quanh ở vùng 155 ở đây, nó sẽ test lại cung ở đây, và hoặc là thậm chí sâu hơn ở quanh vùng 152, 153 trước khi mà nó sẽ tiếp tục công lại ở vùng 160 lần thứ ba ở đây, và hướng cái nhịp đánh này lên vùng 170, bởi vì hiện tại là tiền đang đánh trụ nên là MWG cũng khả năng cũng sẽ được kích hoạt. Cổ phiếu PET, ok, PET thì cũng là một trong những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ tương đối là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì cũng coi như là chúng ta đã hoàn thành được cái target vùng 68, và sau đó PET chỉnh cung. Những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của PET trong tuần vừa qua nhìn thế này là cũng đẹp đó, quanh vùng 55. Nó có hồi phục kỹ thuật, tuy nhiên khả năng là cái điểm này thì cũng sẽ chưa đánh sốc luôn được đâu, nó sẽ quay lại test cung. Và những điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 57.5 ở phiên giao dịch đầu tuần tới thì cũng sẽ đánh giá thêm. Nhìn chung nếu như PET mà vẫn giữ được 57.5 hoặc nôm na là trên vùng 55 cộng thì cái khả năng để mà PET đánh tiếp, tức là đánh vượt thoát lại vùng 68 và sau đó lên những cái target tiếp theo nó ở đây là vùng 75. Thì cổ phiếu nó như vậy thôi, chúng ta cứ từ từ. Hỗ trợ thì chúng ta cũng sẽ phân tích từng cái hỗ trợ một để chúng ta nhận diện thêm, và kháng cự thì chúng ta cũng sẽ phân tích từng cái kháng cự một. DGVK thì chúng ta trong nhịp cũ chúng ta còn nói đến cái vùng 150 ở đây, tức là vùng này là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Và sau đó thì nó chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thì bây giờ nó đã hồi, nó có hồi. Và tuần tới thì nó sẽ hồi lại, khả năng là sẽ quanh vùng 150, 155 đây, rồi nó quay lại chỉnh cung. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu DigiWorld nó sẽ tích lũy đẹp ở khoảng quanh vùng 130, sâu hơn sẽ là ở đây này, 123, chính xác là vùng 123 thì nó sẽ là vùng tích lũy đẹp hơn.
Có hàng thì sẽ canh chốt ở quanh như vùng 150, 151 này anh chị, và sau đó vùng về vùng hỗ trợ này thì các anh chị có thể gom lại. Phân tích thêm cái mã cổ phiếu FPT, FPT cũng rất nhiều anh chị em quan tâm, thì FPT nó cũng giống như kiểu cổ phiếu MWG thôi. Sau một cái thời gian nó đi ở điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây là 85 và điểm kháng cự trên nó là 100. Và khi nó break vùng 100, như vậy là chúng ta sẽ dự báo một cái trend kỹ thuật nó đi lên. Thì nó đi lên target đầu tiên ở quanh vùng 110, thì target này đạt rồi và đang hướng lên vùng mục tiêu 120. Trong tuần vừa qua thì FPT đã test tương đối là đẹp, nó test đẹp ở vùng 108.5 đến vùng 110. Ở phiên ngày thứ hai thị trường giảm khá là sốc, tuy nhiên nó chỉ có test cung xuống và sau đó nó rút chân lên, và các phiên tiếp theo thì nó đã suy soát lên lại quanh vùng 120. Nhìn về mặt ý đồ kỹ thuật như thế này thì FPT sang tuần tới nó sẽ trả khung lại ở khoảng quanh vùng 113, không thủng thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hướng cái target mục tiêu của FPT lên quanh vùng 120. Hiện tại thì FPT hình như cũng đang chuẩn bị chia cổ tức, chính vậy nên là đấy cũng là một cái cớ để cổ phiếu có cái đà tăng tích cực hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm cổ phiếu thép. Thì một số các anh chị hỏi, có nhắn tin có hỏi ông Lê là bây giờ cái xu hướng của nhóm thép như nào, liệu là có thể ôm trung hạn được hay không. Thì cái câu chuyện là trung hạn hay dài hạn là các anh chị, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật đó. Và hiện tại với một cái xu hướng thị trường của chúng ta thì chúng ta sẽ khó để chúng ta nói rằng một cổ phiếu nào đó có thể đi trung hạn trong một cái hoàn cảnh thị trường như vậy. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy Hòa Phát ở đây, ở cái đỉnh 58 này, và sau đó cái đỉnh vừa qua chúng ta có phân tích một nhịp sóng hồi của Hòa Phát, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin tuần cũ. Và cái nhịp sóng hồi đó thì cũng có đặt cái target của Hòa Phát lên khoảng vùng 51.5 đến khoảng vùng 52, và chính thức là nó đạt được cái đỉnh target ở ở những cái tuần này, và sau sau cái điểm đó thì Hòa Phát bắt đầu chỉnh giảm. Như vậy thì nếu như chúng ta học thuần về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng đều hiểu rằng đây nó đang hình thành một cái gì đấy các anh chị, một downtrend, nó downtrend đó của thép này, nó dùng một, đó hình thành một cái downtrend đây đó. Vậy thì cái downtrend đấy thì chúng ta nhìn thấy đáy này, và cái đáy này nó bắt đầu thủng thủng hơn so với những cái đáy tiếp theo đây đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây, Hòa Phát ngày hôm nay, ngày hôm nay nó đã bị phá vỡ một cái điểm điểm kỹ thuật theo quan điểm của Hùng Lê, đó là vùng 44.5. Khi cái vùng 44.5 này mặc dù là nó phá chưa xa, tức là nó đóng cửa 44.2, nhưng khi mất 44.5 thì đấy cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật mà đáng để lưu tâm. Và sang phiên giao dịch thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, trong trường hợp nếu như nó vẫn nằm ở trên vùng 44 cộng thì ok, nó sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật hồi đây, nhưng mà có một cây nến đỏ đặc mà nó đạp gãy vùng 44 thì xu hướng là nó sẽ quay lại vùng 42. Đấy, đấy quay lại vùng 42. Và nếu mà chúng ta nhìn một cái view sơ sơ thì chúng ta sẽ ở đây là một vẽ kiểu kiểu như này, tức là nếu như chúng ta phát thảo một cái mô hình, đúng không anh chị? Đó. Ok, đó, một cái mô hình như vậy, mô hình nho nhỏ như vậy đúng không? Rồi cái nhịp này sóng tăng. Đó, và vô hình dung thì nó sẽ hình thành một cái điểm down đây, rồi đến đến đây nó mới bật. Đó. Thì như vậy là gì? Như vậy là chúng ta cũng có thể vô hình dung chúng ta nhìn một cái mô hình sơ sơ như vậy. Tất nhiên là đấy là cái mô hình mà chúng ta mô phỏng ở trong tương lai, và chúng ta sẽ cần chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Nhưng đối với những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn ở đây thì chúng ta có thể quan sát thêm, và những anh chị em mà đang cầm Hòa Phát thì chúng ta lưu tâm. Cổ phiếu Hoa Sen, nhìn về Hoa Sen thì nó chưa 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 xấu như là Hòa Phát. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn ở trên góc độ một cái downtrend ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái đỉnh này và cái đỉnh này thì nó đang hình thành một cái xu hướng dốc xuống ở đây. Đó, và nó cũng hoàn toàn tương tự như là cổ phiếu Hoa Sen, Hòa Phát. Trong trường hợp nếu như mà nó bị mất cái vùng 30 ở đây thì nó sẽ rất là xấu. Và trong tuần tới thì đối với Hoa Sen nó sẽ quay trở lại test lại ở đây là biên 32, 32.5. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng thép của chúng ta đã tăng một cái trend kỹ thuật rất là dài. Nó tăng quá tốt rồi các anh chị, nó tăng quá tốt rồi. Nó tăng từ vùng 5 và lên đến tận vùng 50, như vậy là 10 lần, 10 nhân 5 bằng 50. Đó, bà cửu trương. Năm nó tăng một cái trend quá tốt rồi, chính vậy nên là bây giờ chúng ta cũng không không còn gọi là quá kỳ vọng đối với nhóm thép mà nó có thể trung hạn được nữa. Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy.
Bởi vì sau một cái giai đoạn tăng trung hạn thì nó sẽ đến một cái giai đoạn downtrend trung hạn rồi nó mới trở thành một cái giai đoạn là uptrend trung hạn được đó. Và đối với Hoa Sen thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận như vậy, chúng ta sẽ đánh giá thêm xu hướng kỹ thuật ở vùng 323.5. Trong trường hợp thủng 32 thì nó sẽ xuống vùng 30, và cái vùng 30 này nó cũng gần như là một cái vùng hỗ trợ có thể gọi là then chốt. Vùng hỗ trợ có thể gọi là then chốt trong mặt về mặt trung hạn. Trong trường hợp mà bị phá vùng 30 thì nó cũng sẽ rất là xấu. Em Nam Kim thì trong tuần vừa qua Nam Kim đã có một nhịp hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ở đây chúng ta có phân tích ở quanh vùng 40, nó hồi lên và nó chạm vùng này thì nó lại bị lắc anh chị này, 44 đến vùng 45, và khả năng vùng này sẽ quay trở lại chỉnh cung. Các điểm chỉnh cung kỹ thuật ở trong tuần tới ở vùng 41, sau hơn sẽ ở vùng 40. Trong trường hợp mà Nam Kim vẫn giữ được ở trên vùng 40 cộng thì tạm ổn, nhưng nếu mà nó có một cái cây nến xuất hiện mà bị thủng vùng 40 như này thì nó sẽ là một cái tín hiệu rất là xấu của Nam Kim. HMC thì cũng nhìn chung là cũng đẹp miên man rồi các anh chị, từ một cái vùng ở quanh dưới này 25 23 này mà nó lên được như thế này là quá là ok rồi. Có hàng thì chúng ta chốt bớt đi, và nên chốt trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng vùng 31 thì chốt hết. Cổ phiếu TLH. TLH trong bản tin tuần thì có đề cập đến vùng 18 đó, và nó đã chỉnh về vùng 18, thủng vùng 18 thì nó lại tiếp tục đi về vùng 16. Ở đây thì nó có những cái nhịp hồi, những nhịp hồi này thì tuần tới khả năng cái vùng 17 khả năng cũng nó sẽ khó giữ lại được, bởi vì đường MACD nó đang cắm đầu đi xuống như này thì gần như là cổ phiếu chỉ có lao thôi. Đó, phải khi nào mà đường MACD nó hồi lại thì có mới có khả quan là cổ phiếu bật lại, chứ còn đường MACD cắm đầu như này là xấu. Cổ phiếu TVN cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong bản tin tuần chúng ta dự báo chỉnh cung về quanh vùng 147, và vùng 147 này bị mất thì nó sẽ lác đác lại ở quanh vùng 14 ở đây, nhưng khả năng vùng 14 như này là khó giữ rồi, và tuần tới thì khả năng chúng ta sẽ phải tính toán biên hỗ trợ kỹ thuật của TLH ở khoảng quanh vùng 13 đến khoảng vùng 133 đó, ở đây TVN. Như vậy là nhóm nhóm thép hiện tại cũng đang khá là căng đúng không anh chị, nhóm thép hiện tại đang khá là căng. Rồi chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành dầu khí. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà tổng thống Biden đã bơm 180 triệu thùng dầu ấy, thì giá dầu nó đang ở đây vùng 115 và nó có chỉ giảm, thì chúng ta có đánh giá ở quanh vùng 94.5 ở đây đó, và có khả năng là đến thời điểm hiện tại thì cũng gọi là muối bỏ biển đúng không anh chị, nó sẽ không đủ và nó không đủ cái lượng lượng dầu cung cấp ở trên toàn thị trường. Về bản chất thì chúng ta thấy rằng Nga là một trong những cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ rất là lớn, và rất rất nhiều các cái bộ trưởng cũng như các cái bộ ngành và các cái chuyên gia người ta nói rằng là không thể thay thế khí đốt của Nga, dầu khí của Nga được, bởi vì nó là một cái đơn vị, nó là một cái nguồn cung rất là lớn trên thị trường, và khi mà cái hoạt động đó nó bị ngừng trệ thì rõ ràng một điều là giá dầu nó sẽ, nếu có giảm thì nó cũng chỉ giảm ở một ít, ở một góc độ nào đấy trước các cái biện pháp tình thế của Mỹ thôi, còn về lâu về dài thì khả năng nó cũng sẽ rất là khó. Và cùng với đó thì các cái nước xuất khẩu dầu mỏ ví dụ như Venezuela và các nước Ả Rập Saudi thì gần như là những cái quốc gia đấy họ cũng không tăng sản lượng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất đó là Venezuela trước đây thì là một cái đối trọng của Mỹ, và Mỹ cũng đã từng có những cái hành động gây hấn vân vân đối với quốc gia này, nên chính vậy nên là họ cũng không mặn mà để họ đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Còn các nước liên minh châu Âu đúng không, EU thì cũng đã tới Ả Rập Saudi để đàm phán cái việc là tăng sản lượng dầu hoặc là mua. Tuy nhiên là các quốc gia này thì họ cũng phải nể ông Nga, bởi vì ông Nga cũng nằm trong cái thành viên OPEC cộng đấy, thì giá dầu khả năng sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ tuần tới thì khả năng nó sẽ hồi phục lại ở quanh vùng 115 đó, thì nó cũng sẽ tương đồng với việc là nhóm P có thể có một cái nhịp bắt T cộng, bắt T cộng. Ngày hôm nay thì gas cũng đã kéo tương đối là mạnh, kéo tương đối mạnh sau khi mà chúng ta có dự báo một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của gas ở quanh vùng 107.5, thì trong tuần vừa qua đây các anh chị nó đã chỉnh về quanh 107.5, sau đó nó hồi phục, thì cái điểm hồi phục này thì nó sẽ đưa lại cái vùng kháng cự của nó ở đây, đó là biên 115 đấy, hôm nay nó đóng đúng kháng cự tuần, đóng đúng kháng cự tuần. Tuần tới thì nó sẽ có thể là nó sẽ chỉnh lại biên ở
quanh 113.5 đến khoảng biên 115 và sẽ ngắm ngắm lên khoảng qua target ở quanh vùng 120, tức là nó sẽ song trùng với cái câu chuyện là VKT sẽ đạt đỉnh ở khoảng quanh vùng 115 gì đó. Thì GAT hoặc là một số các mã cổ phiếu khác thì nó sẽ hồi về đến quanh cái vùng đó và nó sẽ chỉnh. Ông PLX này thì trong 3-4 tuần giao dịch vừa qua thì nói chung là nó vẫn đang đạt được một cái điểm khá là cân bằng ở quanh vùng 54 đến vùng 54.5 và vùng kháng cự ngắn của nó ở đây là vùng 58. Nhìn chung thì trong tuần tới với những anh chị em mà đang ôm thì chúng ta cứ ôm thêm thôi, bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối là dài. Đó, tương đối là dài của PLX rồi. Chúng ta cầm thêm. Mua thì mua ít đi thôi, tại vì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng ngán ngẩm thị trường lắm à. Chưa thấy một cái tín hiệu nào để cho thấy rằng là thị trường của chúng ta sẽ có những cái bước đột phá, nó khó quá. Đối với em PVT, nó trong tuần trong những cái nhịp gần đây thì gần như PVT nó cũng đang đánh một cái nhịp T cộng ở đây thôi này. Và tuần trước thì cũng có định hình ở vùng 24-24.5, tuy nhiên là không được và nó lại tiếp tục chỉnh đạt về sâu hơn. Đó, trong cái giai đoạn hiện tại nếu mà chúng ta mua thì gần như là chúng ta phải mua từ từ thôi, từ tốn thôi các anh chị, chứ hút một phát là đi luôn. Bởi vì khi mà nó bị phá một cái nến mà phá vỡ vùng hỗ trợ ở đây, vùng 24, như vậy là nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là vùng 22.5. Nhìn vào các độ kỹ thuật của PVT tuần tới nó sẽ quay lại ở quanh vùng 23, khả năng là test lại vùng 23 rồi. Có phục hồi hay có như thế nào đây, ở đây thì chúng ta sẽ tính toán thêm. Cầu chắc là muốn đánh thì cầu nó phải ăn khoảng tầm độ 9-10 triệu cổ phiếu. PVT này, con này muốn đánh thì phải tầm đấy 8-9 triệu cổ phiếu thì mới ổn được. Cổ phiếu PVS. Đối với PVS thì trong tuần mà chúng ta ra bản tin đúng không, 1-21 chúng ta còn nói đến vùng 33.5. Trong trường hợp nếu như thủng 33.5 thì chắc chắn là nó sẽ đi về vùng 31, và trong tuần vừa qua thì nó đã dập dìu quanh vùng 31 và đóng cửa vùng 30.8, như vậy là nó cũng xích soát ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Nhìn chung về góc độ về PVS thì nó cũng chưa bật được đâu. Sang tuần tới khả năng nó vẫn còn đi ngang ở vùng 31 hoặc sâu hơn thì nó có thể test lại ở quanh vùng 30. Trước khi một cái lực cầu nó tối ưu hơn, nó cái lực cầu nó cũng phải khoảng 13-14 triệu cổ phiếu trên một phiên. Cổ phiếu PVD, em PVD này hiện tại cầu nó cũng đang khá là thấp. Cầu thấp như này thì cũng chưa đạt, và trong tuần thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 30 và nó có những phiên mà gọi là gì các anh, đẩy sâu xuống vùng 30. Kết tuần thì nó vẫn đóng được ở vùng 30.25. Trên các độ kỹ thuật thì tuần tới nó sẽ tiếp tục, nó sẽ đi ngang ở quanh vùng 30 và thậm chí nó có thể quay lại trả cung lại ở khoảng quanh vùng 29.3, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của PVD ở đây. Cổ phiếu OI. Nhìn về OI á, thì chúng ta có thể lật lại một cái hành trình ở trước đây, và chúng ta đã phân tích được cổ phiếu OI đạt được cái đỉnh. Chúng ta đã phân tích một cái nhịp mà OI đã đạt được đỉnh ở khoảng quanh vùng 21. Thậm chí là nó còn tốt hơn vùng 21 thôi, nhưng mà chúng ta thì chỉ đạt được mục tiêu ở vùng 21. Và từ đây thì nó chỉnh thì bây giờ là chúng ta đang dò dần lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đánh giá cái vùng ở đây đó là vùng 16 đến khoảng vùng 16.2 là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối tốt của OI đây. Nếu như thị trường hôm nay mà không bị đạp sâu thì khả năng OI đã có một cây nến xanh rất là đẹp ở đây và nó break lại được cái vùng 16.8 này thì đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Đó, và chắc chắn là tuần tới nó sẽ có những cái đà phục hồi tích cực hơn. Tuy nhiên thị trường hôm nay thì nó xấu quá, không có thể đỡ được, nói chung là không đỡ được. Thì đối với OI tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 16.4, và trên góc độ kỹ thuật thì OI vẫn có thể quay lại ở vùng 18 ở đây. Đó, quan điểm của tôi cùng thì OI vẫn có thể quay lại quanh vùng 18. Cổ phiếu BSR. BSR thì sau khi mà chúng ta phân tích được cái mark target ở đây là vùng 29 đúng không? Đó, thì nó đổ thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta dò lại đây là 25.5 đến vùng 26, vùng kháng cự ngắn của nó ở đây là vùng 27.4, thì nó cũng đã đánh được hai nhịp rồi, và đây bây giờ đang sang nhịp thứ ba. Cái nhịp thứ ba này có vẻ hơi suy yếu. Tuy nhiên là tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá cổ phiếu BSR ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 25 và biên của nó đây là biên 25.5, biên 26.
Nhịp này thì khả năng là kỳ vọng thì nó cũng hồi theo kiểu hồi T cộng thôi các anh chị. Ở vùng thấp này bắt được một ít thì lên đến cái vùng khoảng 27 274 này, 274 275 và thậm chí là vùng 20 27 27 27 273 này này. Đây là những cái vùng kháng cự thì lại đẩy bán bớt đi thôi. Chứ còn để mà nói đánh một cái nhịp dài hạn ấy, trung hạn đến thời điểm này nó quá là khó khăn. Lướt lát thì được. POWF phiên kết tuần khá xấu. Khá xấu khi mà POWF đã bị mất vùng 15. Mất vùng 15 các anh chị. Mất vùng 15 như này xấu. Như vậy thì một cây nến thì nó chưa nói lên được một cái xu hướng, và cũng sẽ chờ thêm cây nến của đóng phiên của ngày thứ hai. Trong trường hợp nếu như nó lấy được 15 cộng thì tạm gọi là vớt vát, tức là nó vẫn nằm được ở trong cái mô hình dao động cắt dần. Còn nếu như trong trường hợp mà nó không lấy lại được 15 cộng và tiếp tục bị một cái nến đỏ đặc ở đây thì chắc chắn là như vậy là hỏng rồi. Tức là cái mô hình tích lũy này bị hỏng. Và khi mô hình tích lũy bị hỏng thì nó sẽ phải đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn thôi, đó là vùng 13 132. Đó. Chúng ta không có cách nào cả, chúng ta không không thể là đứng ở đây chúng ta bảo là mày đừng có rơi nữa thì cổ phiếu nó sẽ không rơi. Đó, và chúng ta chỉ có cách là chúng ta nương theo thị trường, nương theo cái xu hướng của cổ phiếu thôi. Và khi cổ phiếu rơi thì chúng ta phải chấp nhận một thực tế, đó là nó đang rơi. Và nó rơi về đâu, về đến điểm nào nó mới tạo được đáy, tạo được cái điểm hỗ trợ kỹ thuật và có thể bật T, thì tại thời điểm đó chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Đó, như vậy là cái tín hiệu kỹ thuật của POWF đến thứ hai tuần tới, cây đến kết tuần thì như vậy nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Hiện tại nhóm xây lắp bất động sản hạ tầng thì nó đang khá là xấu. Chúng ta cũng chả phân tích, bởi vì phân tích thì cũng 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 gọi là nhìn về mặt mô hình thôi, chứ còn nữa thì cũng không 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 đó. Nhìn đó, chúng ta nhìn thấy DIG bắt đầu là rơi từ vùng 110 và hiện tại nó vẫn đang rơi. Ví dụ như vậy, và với một cái cách đi như này thì không biết là thứ vùng 66.5 đến vùng 70. Đó, thứ hai tuần tới, và trong trường hợp nếu mà nó bị thọng như này thì như vậy là khá là xấu. Chúng ta xem sell nào. Đó, sell thì cũng chưa chưa xấu, nhưng mà trong trường hợp nếu mà sell bị phá vỡ vùng 50 thì như vậy cũng cũng sẽ bị xấu. Đây. Đó. Bây giờ mình sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm banh, thì nhìn chung là banh và chứng khoán thời điểm hiện tại cũng xấu. Đó, chúng ta thử xem SSI này. Đấy, SSI thế này là hỏng rồi. Đó, SSI này là hỏng rồi. Thì cây nến ngày hôm nay nó bị mất cái gì đây, nó bị mất vùng 40.8, như vậy là khá là xấu, khá là xấu. Và như vậy ngắn hạn thì xem nào, nếu như về mặt góc độ là nó sẽ đánh về lại quanh vùng 38, khả năng là sẽ đánh về quanh 38 đó. Thì về mặt chủ đạo là nhìn chung là cổ phiếu nếu mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng chỉ kéo gọi là giảm thôi, và chúng ta dự báo cái vùng gọi là vùng giảm thôi, chứ còn cũng không, ví dụ như cổ phiếu HCM đó, ôi HCM đó ví dụ như vậy. Đấy, HCM như vậy là cũng tập xác định rồi. Đó, HCM khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 33.5 thì coi như là cũng xong. Và khi mà vùng 33.5 bị mất thì đây rồi, vùng 28.5 ví dụ như vậy. Đó. Chúng ta thử xem SHS xem nào. SHS thì cũng nhìn chưa xấu lắm. Nói chung là SHS thì vẫn còn có thể tuần tới nó vẫn còn vùng 24 ở đây. Đó, nó vẫn còn vùng kỹ thuật 24 ở đây thì chưa chưa xấu, nhưng mà trong trường hợp nếu mà nó ông này ông ấy toàn tiếp vùng 24 mà nó thọng xuống cái này thì cũng xấu. Đó. Như vậy là nhìn chung là nó đang 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 trong một cái mô tít chung, nó là giảm và giảm. Đó. Rồi, Vietcombank ngày hôm nay cũng như vậy, Vietcombank ngày hôm nay xấu anh chị, Vietcombank đã bị mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 81 ở đây, nó là xấu. Sau ba cái nón úp và nó đã không thể vượt thoát được khỏi cái đỉnh nón và nó quay lại test nền, và cái điểm này là test nền thất bại. Ngắn hạn thì Vietcombank có thể quay về lại quanh vùng 78. BIDV phiên ngày hôm nay như thế này là cũng hỏng rồi, mất vùng 40 rồi các anh chị, mất vùng 40 là thôi, là coi như là xấu rồi. Khi mất vùng 40 thì khả năng xác suất cao sẽ là về vùng 37.5. Mã cổ phiếu công thương thì chưa xấu hẳn, ít nhất là nó vẫn còn đọng lại được ở vùng 30.8. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới nó sẽ đi ở khoảng 30.8 đến khoảng vùng 31 tích lũy thêm. Và trong trường hợp nếu như mà nó bị một cây nến đỏ đặc như này và bị mất vùng 30.8 thì đấy cũng là một tín hiệu xấu, và
Khi tín hiệu này xuất hiện thì khả quan là công thương sẽ về lại quanh vùng 29. Techcombank phiên ngày hôm nay cũng xấu rồi. Xấu anh chị, khi mà Techcombank bị mất vùng 48 ở đây. Và cây nến này là cây nến xác nhận. Nó mất 48 rồi, nhưng trong trường hợp nếu như phiên ngày hôm nay mà Techcombank nó lại có một cây nến xanh này, nó ngồi lên thế này, ví dụ như vậy. Đó, ông nói ví dụ nhá, thì như vậy nó được gọi là gì các anh chị, là tích cực. Đó là tích cực để nó còn có thể có khả năng hồi phục lên khoảng quanh cái đỉnh nó ở đây, đây một đỉnh, đây một đỉnh. Đó. Thế thôi, khi mà nó hồi thì chúng ta chỉ có phân tích như vậy. Đó thì nó giống như mã cổ phiếu BVH đi. Đó, quay lại mã cổ phiếu BVH để các anh chị hiểu. Đó. Thì sau một cây nến đạp thủng vùng hỗ trợ, BVH cũng như vậy, đây là cây nến mà đạp thủng vùng hỗ trợ, ở đây là vùng 62.5. Thì cây nến liền sau đó nó lấp lại được, ít nhất là nó lấp lại được một phần, hoặc là nó lấp hoàn toàn như thế này, thì như vậy là được đánh giá là tích cực, hoặc là chúng ta sẽ xem MVG. Đó. Đây thì cái nến này là cây nến nó đạp thủng hỗ trợ các anh chị, cây nến tuần cũ á, nó đạp thủng hỗ trợ. Nếu đến cây nến này thì nó đã lấp lại được một phần của cái vùng 152 đến vùng 153, và để chính thức cái nến tiếp theo thì nó đã break lại vùng 153, như vậy là tạm tốt. Đó, còn đối với Techcombank đó thì chúng ta thấy rằng đây là một cái nến xác nhận. Đó, nó xác nhận nó không lấy lại được vùng 48 cộng nữa, và như vậy là nó bị rơi. Đó, thông thường là như vậy. Khi mà cái nến xác nhận mà nó đã xác nhận xu hướng rồi thì nó đạp kinh lắm. Với xu hướng này thì tuần tới khả năng Tech sẽ có ở quanh vùng 45. Nếu trong trường hợp vùng 45 mà không tích lũy được mà vẫn tiếp tục bị đạp gãy như này thì vùng 40 vùng vùng 39 đến khoảng vùng 40 đấy sẽ là cái vùng hỗ trợ sâu của Techcombank ở trong nhịp này. HDBank như vậy là cũng xấu rồi. Đó, phiên ngày hôm nay nó bị mất nền này. Đó, cứ cổ phiếu mất nền là bị đạp tương đối mạnh. Thông thường nó là như vậy. Thế thì cây nến này là cây nến mất nền, cây nến này cũng là cây nến mất nền, nhưng cây nến liền sau nó. Đó, cái câu chuyện là cây nến liền sau nó. Đó, nó rất là quan trọng. Vậy thì phiên ngày thứ hai tuần tới liệu là có một cây nến như thế này, đó, liệu có cái nến xanh như thế này không, đó ví dụ thế, thì cái câu chuyện là cái cục diện của cổ phiếu nó sẽ chuyển sang một cái hướng tích cực hơn. Còn trong trường hợp mà ông này ông ấy không nằm ở đây mà ông ấy lại thẳng xuống cái này thì thôi, thì xác định là vùng 25, thậm chí sâu hơn sẽ là vùng 24. Chúng ta không không hứng không không chống lại được cổ phiếu đâu anh ấy, khi nó giảm thì cứ thế nó giảm thôi, không còn cách nào cả. Còn nếu mà khi nó giảm mà chúng ta bảo mày đừng có giảm nữa mà nó thành hiện thực thì chắc là ai cũng 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 vui đúng không anh chị, bởi vì chúng ta cầm cổ phiếu nào mà chúng ta cứ hô như vậy nó không giảm nữa thế là tốt rồi đó, nhưng mà không không thể làm như thế được. Nó vận động theo cái quy luật cung cầu của thị trường, và quy luật khi mà các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật mà bị phá vỡ thì đấy sẽ là những cái tín hiệu xấu của cổ phiếu. Đối với STB trong tuần vừa qua thì STB cũng đã chỉnh cung về vùng 30.5, đã có lực hồi đây. Lực hồi này không đủ mạnh để có thể bứt lại ở vùng 31.5, vùng 32 là cái vùng kháng cự đây, thì nó lại bị đổ. Hai cái nến như này là tương đối xấu, phiên ngày hôm nay chính thức bị mất vùng 30.5 thì chúng ta sẽ chờ nến xác nhận để chúng ta khẳng định xem là có mất thật không hay là chỉ một cái phiên đạp phiên ngày hôm nay thôi. Đó. Thì nhìn về mặt xu hướng ấy, nhìn về mặt xu hướng thì tuần tới nó sẽ đạp về lại khoảng quanh vùng 29, 295. Tức là thiên về kịch bản giảm giá, chứ còn bây giờ thì kịch bản mà bật nó khó. Ở Liên Việt Postbank trong tuần vừa qua thì nó cũng đã chỉnh cung và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 19.5. Nhìn chung thì nó chưa xấu hẳn, nó vẫn đang nằm được ở nền, và cái nền này thì tuần tới nó khả năng nó cũng sẽ tích lũy thêm. Trong trường hợp xấu thì chúng ta phải tính toán thêm ở vùng 19 đối với Liên Việt Postbank. Em ACB thì chưa chưa xấu hẳn, tức là ACB vẫn còn trụ lại được vùng 33.5. Tuy nhiên với binh tình hiện tại như thế này thì vùng tuần tới khả năng 33.5 cũng khó giữ, và xu hướng nó sẽ thõng xuống lại, tức là nó sẽ bị lại, trả lại ở khoảng quanh vùng 33, thậm chí sâu hơn nó có thể tính toán được vùng nền. Thị trường hiện tại gần như là nó không 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 có lực đỡ các anh chị, tức là nó không có một cái thông tin nào được gọi là tích cực. Đó. Ngoài thông tin thanh tra bắt bớ, ngoài thông tin là ông này từ nhiệm, thậm chí là cổ phiếu IDC là ông chủ tịch hội đồng quản trị là chiều nay cũng hình như trong tuần vừa qua cũng từ nhiệm rồi.
vì lý do bận việc cá nhân. Đấy, câu chuyện nó lại buồn cười như vậy, tức là ở một cái vị trí rất là quan trọng nhưng mà vì bận việc cá nhân nên là ông ấy không làm chủ tịch nữa. Đấy, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty các anh chị, mà IDC nó to vật vã đấy. Chính vậy nên ở đây sau những cái thông tin đấy là thôi IDC coi như là rơi. Nó tốt thật đấy nhưng mà nó bị những cái thông tin như vậy, nó bị những cái thông tin như vậy thì nó khó lắm các anh chị. Đó, một cái người đầu tàu, một cái ông gọi là đang lái tàu, bỗng dưng ông ấy nhảy khỏi con tàu. Thế là anh em đang ở trên toa tàu thì ai chả hoang mang, ví dụ như vậy đúng không? Một cái người đó thì câu chuyện là trong cái thời gian vừa qua, thậm chí là từ đầu năm đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy được một cái thông tin nào mà để mà ủng hộ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tiên là chiến tranh, sau đó là xăng tăng tăng phi mã, sau đó là lạm phát, sau đó là bắt bớ, sau đó là thanh tra kiểm tra, và đến bây giờ cũng chưa biết là kết luận của các cơ quan điều tra như thế nào. Đó, anh Trịnh Văn Quyết là bây giờ mới thấy là có tội thao túng chứng khoán đó, ví dụ như vậy. Vậy thì các cái việc điều tra khác thì nó sẽ ra kết luận như thế nào? Đó, ví dụ Tân Hoàng Minh thì nó liên quan đến trái phiếu đúng không ạ? Vậy thì ngoài trái phiếu ra các dự án có liên quan gì đến không? Đó. Và sau đó thì một số các doanh nghiệp thanh tra kiểm tra liệu là có phát sinh vấn đề gì nữa không? Tất cả những cái vấn đề đó nó đang là ẩn số, và khi một cái ẩn số đó được chính thức công bố thì thị trường của chứng khoán chúng ta lại nhào một phát. Không phải nhào lên mà là nhào xuống, các anh chị thường sẽ là như vậy. Và để hấp thụ hết tất cả những cái thông tin ở trên thị trường thì nó cần khá là nhiều thời gian. Và trong một cái giai đoạn thị trường của chúng ta rất thiếu và yếu, ở nhìn nhóm banh cũng không có một cái tín hiệu kỹ thuật nào được gọi là sáng sủa, nhìn nhóm chứng khoán cũng như vậy, ở nhóm bất động sản mà xây lắp hạ tầng thì nhìn chung là cũng không muốn nhìn ngó đến nó nữa, đúng không các anh chị? Bởi vì là nó là tâm điểm rồi, nó là tâm báo, và kết hợp với một số các cái thông tin ví dụ như hiện tại là nó có siết chặt cái hoạt động cho vay tín dụng liên quan đến bất động sản, liên quan đến chứng khoán ví dụ như vậy đó. Vậy thì đấy, tất cả những cái thông tin đấy nó sẽ tác động khá lớn lên thị trường chứng khoán, và cần rất nhiều thời gian để có thể tích lũy ổn định quay trở lại đó, rất là khó khăn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành. Hiện tại thì nhóm ngành thủy sản đang khá là tốt. Thủy sản thì đang có những cái thông tin, thứ nhất là về đã có xem qua về báo cáo tài chính của năm 2021 của các doanh nghiệp thủy sản, thì nhìn chung là trong năm 2020 và 2021 là 2 năm dịch bệnh. Tuy nhiên cái lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp về ngành thủy sản là tương đối tốt và nó vẫn giữ được cái nhịp khá là đều đặn. Đó, chính vậy nên là cái ngành thủy sản đã giao dịch rất là ổn định trong cái thời gian vừa qua. Và chúng ta có phân tích 3 mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản cơ bản, gồm có mã cổ phiếu CMX. Thì đối với CMX trong tuần vừa qua, CMX đã chỉnh cung. Đó. Và chúng ta có phân tích cái điểm chỉnh cung của 22.5 đến khoảng vùng 23, và điểm sâu hơn nó là vùng 21. Thì đây các anh chị, sau khi mà cái nền kết tuần mà chúng ta có nói đến đây thì chúng ta có nói đến cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 21 ở đây, thì cây nến của ngày thứ hai nó đã lấp lại được, nó đã lấp lại này, thì đây là một tín hiệu gì các anh chị? Tín hiệu tốt lên của CMX. Dòng tiền đánh của CMX khá là tốt. Tuần này thì CMX chính thức là nó lại đạt lại được cái target 24.5 đến khoảng vùng 25, tức là target của tuần cũ rồi. Và lực cầu bắt thì cũng đang tương đối là tốt. Với lực cầu bắt như này thì tuần tới khả năng nó sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 24.5, thậm chí là nó có thể tích lũy lại. Về nhóm ngành thủy sản thì khả năng là vẫn đang tốt, nó có thể tích lũy lại quanh vùng 24, và nhịp này thì chúng ta kỳ vọng một cái target cao hơn của CMX ở khoảng quanh vùng 27. ANV ngày hôm nay cũng đánh tím, và đối với ANV thì trong tuần thì cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật những cái vùng chỉnh cung á, quanh vùng 39.5 đến vùng 40, và các anh chị nhìn thấy đây là nó đã có một cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 39.5 vùng 40 ở đây, sau đó lực hồi lên. Phiên ngày hôm nay thì ANV đã đánh một cái lực đánh cũng tương đối là bất thường, tức là các anh chị nhìn thấy đây, trong cái giai đoạn vừa qua thì ANV nó cũng chỉ đánh được khoảng tầm 1 triệu thôi, mà ngày hôm nay nó đánh đến tận 3 triệu 3. Đó, như vậy là một cái lực cầu nó rất là mạnh, nó khá là bất thường, và sau những cái lực cầu bất thường này thì nó mới chuyển sang trạng thái bình thường. Và khi chuyển sang trạng thái bình thường thì chúng ta sẽ đánh giá một cách nó chi tiết hơn, sâu sắc hơn. Còn ngắn hạn thì chúng ta vẫn chỉ đánh giá cổ phiếu ANV ở vùng kháng cự 44.5
5 đến khoảng vùng 45. Cổ phiếu Vĩnh Hoàn VHC vua cá tra đúng không? Nghe mọi người báo chí đang PR rất là mạnh trong giai đoạn này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi phân tích cái tín hiệu kỹ thuật thôi, và đối với tín hiệu kỹ thuật của VHC thì chúng ta có hai vùng ở chỉnh cung kỹ thuật, đó là vùng 92.92 đến vùng 93, và điểm sâu hơn của nó ở đây đó là vùng 85 đến vùng 87.5. Trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên ngày thứ ba là Vĩnh Hoàn đã tiếp tục quay trở lại đà tăng với một cái đà tăng rất là tích cực, và nó đang hướng lại về target 105, tức là trong cái vùng cũ ở đây thì cũng có phân tích hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật để cho Vĩnh Hoàn có khả năng để đi lại được ở quanh vùng 105, như vậy là đây đó, và tuần này thì nó chính thức hoàn thành vùng 105. Về đến vùng này thì chốt bớt thôi, nói chung là chốt bớt xong đó thì nó sẽ khả năng nó sẽ cái chỉnh cung, nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 97 98, rồi sau đó chúng ta sẽ quan sát thêm về mặt xu hướng để chúng ta đánh giá cái khả năng break đỉnh ở vùng 105. Nhóm ngành cảng biển GMD chúng ta sẽ đi phân tích GMD. Một số các nhóm ngành cảng biển thì cũng đã có xem qua cái về báo cáo tài chính, thì về cơ bản là nhóm ngành cảng biển thì cũng đang tương đối ổn định trong 2 năm vừa qua, và trong năm 2022 chúng ta kỳ vọng ở góc độ gì, đó là dịch Covid được chúng ta đã kiểm soát cơ bản và các cái hoạt động giao thương sẽ được kích hoạt quay trở lại, thì nhóm ngành cảng biển cũng sẽ là một cái nhóm ngành mà dự báo được kỳ vọng được cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của nhóm ngành này cũng khá là tốt. Đối với GMS trong tuần vừa qua thì GMS đã chỉnh cung này, chúng ta có dự báo ở quanh vùng 53. Trong tuần thì nó phiên thứ ba mất, nhưng đến phiên ngày thứ tư xác nhận luôn nó lấp lại vùng 53 cộng, như vậy là tạm gì ạ, tạm tốt, và với xu hướng này thì GMS sẽ hồi phục lại, các anh chị chú ý ở vùng 60 đến khoảng vùng 61 ở đây canh chốt bớt. Thị trường trong giai đoạn này là cứ có lãi là táng cái đó, rồi sau đó chạm với vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta sẽ canh gom lại. VNA trong tuần chúng ta có phân tích ở vùng 48 là vùng hỗ trợ kỹ thuật, điểm chỉnh cung sâu hơn thì có thể tính toán ở đây là quanh vùng 45. Nếu như chúng ta nhìn ở trên một cái trend kỹ thuật đó, thì VNA hoàn toàn có thể cho phép, tức là sau khi mà nó đạt được cái này, sau khi mà nó đạt được cái target ở vùng 55 đó, thì nó sẽ có hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật cho phép mà hoàn toàn có thể xảy ra, đó là vùng 48 hoặc sâu hơn nó sẽ chỉnh lại về đây là biên 39 đến khoảng biên 40 đó, thì đấy sẽ là những cái vùng chỉnh cung rất bình thường của cổ phiếu. Thì với lực bắt trở lại này thì nhìn chung là VNA cũng chưa ấy được đâu, chưa tức là lực bật nó chưa mạnh. Chính vì vậy nên là VNA sẽ phải có khả năng là tuần tới nó sẽ có khả năng là quay trở lại ở quanh vùng 45, nó test lại cung cầu quanh vùng này thêm một tí nữa, hoặc thậm chí sâu hơn rồi có thể cho về vùng 30-40 ở đây nó tích lũy ổn định, rồi khi đó nó sẽ kéo tiếp, bởi vì VNA thì nó vẫn đang nằm ở trên một cái uptrend cũng tương đối đấy. Nhìn chung là uptrend này cũng đang tương đối mạnh, nói chung là tương đối mạnh. Đó, thì sau khi nó hoàn thành cái target vùng 55 thì nó sẽ phải chỉnh cung đã, và cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ canh thêm các cái điểm chỉnh cung để gom thêm nếu như chúng ta đang cầm. Cổ phiếu VOS nó tuần các tuần giao dịch cũ thì chúng ta có kỳ vọng hướng về target ở vùng 25, lên được vùng 24 thì đổ thì chúng ta đang dò tìm lại ở đâu. Thứ nhất đó là quanh vùng 19.5, và biên kỹ thuật của nó ở đây đó là quanh vùng 18 18.4, thậm chí là vùng 17.3, tức là nó về lại hỗ trợ này. Ngắn hạn thì nhìn chung thì VOS như thế này nó cũng chưa đi được đâu, nó sẽ quay lại một cái mô hình nấm ở đây, tức là nó sẽ quay lại test lại ở biên 18 đến 18.4, và sau đó chúng ta sẽ đánh giá thêm. Khi mà lực cầu nó bắt trở lại khoảng tầm độ trên 5-6 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó thì chúng ta mới đánh giá một cái khả năng phục hồi của nó ở đây. Hiện tại đường MAC đang cắm đầu đi xuống này, đường MAC đang cắm đầu đi xuống như này thì chỉ có giảm giá thôi, giảm giá hoặc tích lũy đi ngang đó. Phải khi nào mà đường MAC nó bắt đầu nó tích lũy trở lại được và nó xanh trở lại, nó hồi lên như này
thì nó cũng sẽ tương xứng với một cái điểm trend hồi kỹ thuật. Nói chung là về phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng không cần quá nhiều các cái chỉ báo đâu các anh chị. Càng nhiều chỉ báo nó càng rối. Quan trọng là chúng ta nhìn nhìn cái cách giao dịch ở trong phiên để chúng ta phán đoán thêm cái xu hướng đường đi thôi. Chứ còn các cái chỉ báo kỹ thuật thì đa phần là chỉ báo chậm, tức là giá chạy rồi thì chỉ báo mới chạy sau. Chứ còn nếu mà chỉ báo sớm mà chỉ báo chạy được trước thì lại ngon. Đó, cái câu chuyện là tất cả các chỉ báo đều 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 chạy sau giá. Đó. Cổ phiếu VSC, VSC thì đây nó có một cái vùng hồi tụ kỹ thuật tương đối mạnh ở đây. Tuần vừa qua thì nó chưa về được đến nơi. Và nó có hồi lên ở vùng 40.5 đến 40.5 đến khoảng vùng 41 ở đây. Đó là cái vùng hồi tụ kỹ thuật mạnh của cổ phiếu VSC. Nhìn chung thì râu nến này không biết là râu thật hay râu giả thì chưa kiểm tra. Nó đã có một lực phục hồi và lực phục hồi này đang là lên lại vùng này là lại bị chém này. Lên lại vùng 45.5 khả năng là bị chém, tức là nó hồi ngắn. Hồi lên rồi về đến vùng này nó lại bị đạp lại. Đó thì đối với em này thì ở quanh vùng 41.5, vùng 42 là vùng mà chúng ta có thể mua lướt lát. Sau đó thì lên đến vùng 44-45 thì chúng ta tạm chúng ta bán đã, trong một cái nhịp mà thị trường chung đang đánh khá là dục chiều như thế này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích nhóm ngành phân đạm gồm mã cổ phiếu BFC. Là mã cổ phiếu mà chúng ta đã theo từ đầu đúng không các anh chị, và đạt đỉnh ở vùng 48 rồi. Sau đó thì chúng ta đang tính toán dò tìm lại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Đó là thứ nhất là vùng trong bản tiến tuần chúng ta có nói đến vùng 40.5 và cái biên chỉnh kỹ thuật sâu mà chúng ta dự kiến nó là vùng 36 đến khoảng vùng 36.5. Trên góc độ kỹ thuật trong tuần vừa qua thì nó không chỉnh về đến vùng 36.5 và nó có lực hồi ở đây. Tuy nhiên cái lực hồi này thì nó lại gặp cái vùng 44 ở đây là vùng kháng cự các anh chị nhá. Đó, lực hồi này nó lại gặp cái vùng 44 ở đây là vùng kháng cự. Chính vậy nên là khả năng thì theo cái phán đoán của ông Lê thì nó gặp về đến vùng này là nó sẽ bị chốt trở lại. Nó bị chốt trở lại. Và sang tuần tới thì nó sẽ chỉnh cung lại, kiểm tra lại quanh vùng 38 sâu hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục dự báo cái xu hướng của BFC ở quanh vùng 36 đến vùng 36.5. Đạm Cà Mau như vậy là chúng ta cũng đã phân tích được một cái target rất là tuyệt vời ở quanh vùng 47 rồi. Và ở đây thì nó cũng đang hình thành những cái điểm long xả đây các anh chị, như vậy vai này, đầu này, ở bên này nó cũng tạo thành cái vai ở đây. Và cái vai này thì nó sẽ dự kiến nó sẽ đạt đỉnh được ở khoảng quanh vùng 45. Và khi đạt được vùng này thì khả năng nó sẽ chỉnh cung. Đó, nó sẽ chỉnh lại. Và chỉnh lại thì nó chỉnh về đâu? Thứ nhất, nó chúng ta vẫn nói đến ở trên bản tin tuần. Đó, đó là vùng 40 40 nếu mà 40.5 và sâu hơn của nó là chúng ta tính toán là vùng 38.5. Tạm thời chúng ta sẽ tính toán ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Đối với phân đạm thì hiện tại chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và cái câu chuyện là giá phân đạm nó có bình ổn hay không, nó tiếp tục leo thang hay không, hay là nó sẽ bình ổn ở trong một cái góc độ, bởi vì là góc độ gọi là cho phép, người nhà nước của chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp để đảm bảo về cái nguồn cung, tức là chúng ta sẽ cấm xuất khẩu ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta sẽ phải có một cái bình ổn nào đó để, hoặc là chúng ta sẽ hạn chế xuất khẩu để chúng ta đẩy cái giá phân đạm ở trong trong nước của chúng ta xuống. Bởi vì rõ ràng một điều là khi giá phân đạm tăng cao thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người nông dân. Và khi ảnh hưởng đến người nông dân thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái an ninh lương thực và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí đầu ra. Rất nhiều các cái hệ lụy nó kéo theo. Đó, chính vậy nên là nếu như chúng ta vẫn xuất khẩu phân bón đi sang Lào, ví dụ sang Lào, sang Campuchia, các cái thị trường đấy là chúng ta xuất khẩu phân bón tương đối là nhiều các anh chị. Vậy thì nhà nước của chúng ta sẽ có những cái biện pháp để chúng ta kiểm soát được cái giá phân bón thì khả năng là như vậy thì nó cũng sẽ loanh quanh ở đây là cũng cũng là cao rồi. Đó, anh chị lưu ý. Mã cổ phiếu LAT. LAT thì trong bản tin tuần chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng 18 và điểm sâu hơn đó là vùng 16 thì nó đang nhún suýt soát về vùng 16 và sau đó thì có ba cây nến hồi. Thì cái lực hồi này á thì thông thường cái lực hồi này nó sẽ hồi lại đâu? Nó sẽ hồi lại vùng kháng cự ở đây này. Khả năng nó chỉ hồi được T cộng thôi, nó không 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 bật được được mạnh đâu. Trong cái thời điểm
như thế này thì thị trường nó đang khá là xấu nên nó cũng chỉ căng lắm thì nó cũng sẽ hồi lên được khoảng quanh vùng 20.5 đến vùng 21, và sau khi mà hồi phục lên được đến vùng này thì khả năng là nó sẽ tiếp tục, nó sẽ bị quay lại đạp lại. Thì nó lại đạp về đâu? Thì nó như vậy thôi, vùng 18 hoặc là thậm chí sâu hơn sẽ là vùng 16. Nhưng mà khả quan thì nếu mà nhìn về 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 kỹ thuật thì cái nhịp này nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 16, thậm chí nó còn về vùng 14 cơ. Đó, về đến những cái vùng dưới này nó tích lũy ổn định thì khi đó chúng ta đánh giá một cái nhịp phục hồi thì khả năng nó sẽ hợp lý hơn. Ở cổ phiếu CSV như vậy là cũng suýt soát được, phân tích được lên target 65, như vậy là cũng khá là mắc rồi đấy. Chúng mắc thì lên được 70 nhưng mà lên 65 là đẹp rồi. CSV trong tuần thì cũng có nói đến cái vùng 52 đến khoảng vùng 53.5 và về đến vùng này. Ở phiên ngày thứ hai thì về ở phiên ngày thứ ba thì nó về luôn, và xong đến cái nến thứ hai thứ 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 tư thì nó rút chân lên cũng từ vùng hỗ trợ kỹ thuật này, và cái điểm hồi phục này dự kiến thì nó sẽ đạt được được mắc ở đây là sẽ dự kiến đạt mắc được ở quanh khoảng vùng đây các anh chị. Có hồi được tiếp thì nó sẽ hồi mắc lên khoảng vùng 63, và lên đến vùng này thì khả năng nó sẽ bắt đầu chỉnh cung quay trở lại và chúng ta sẽ đánh giá thêm, và khi chỉnh thì nó lại về đây thôi đó, 52 đến vùng 52.3. Ở nhóm ngành dệt may thì chúng ta có phân tích hai mã cổ phiếu, chính xác là ba mã cổ phiếu. Mã cổ phiếu đầu tiên đó là mã cổ phiếu VGT. Thì đối với VGT hiện tại thì chúng ta sẽ ngắm ở đâu? Chúng ta đang ngắm ở vùng 24.2 đến khoảng vùng 24.8, đây là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và ngắn hạn thì chúng ta có vùng kháng cự 27 đến vùng 28. Và trong thời gian vừa qua thì đối với VGT chúng ta đều nhìn như vậy, lên đến vùng 27 28 là chúng ta canh chốt, về đến vùng này thì có thể nhấp nháp chúng ta mua thêm. Cổ phiếu TNG thì đối với TNG chính xác là chúng ta cũng đã đạt được cái target thiết kế của chúng ta, đó là vùng 41 trong bản tin tuần video số 120. Thì nó đã đạt được cái vùng kháng cự này, và đối với TNG thì nó có hai vùng chỉnh cung kỹ thuật, đó là vùng 1, đó là vùng 37.5, và điểm sâu hơn chúng ta có thể tính toán đó là vùng 36.2, thậm chí là quanh vùng 36. Ở đây thì nó có một cái nến râu này thì cũng không rõ là thật hay là đều, nói chung là sàn HNX đấy thì thường thường hay có cái nến đều. Thì khi chỉnh cung về quanh vùng 36.2 thì TNG đã có một cái lực long bắt trở lại, và ba phiên kết tuần đánh tương đối tốt, phiên kết tuần thì rất là đẹp. Vượt lại vùng 41 cộng lần 2, với góc độ kỹ thuật thì nó sẽ quay trở lại chỉnh cung, và trong tuần tới chúng ta kỳ vọng ở biên 40 đến biên 41 xây ổn định thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 43. Thậm chí vùng này mà cứ lực cầu mà có đánh cứ đánh được khoảng tầm trung bình khoảng tầm độ 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên á, thì chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng ở trong nhịp này TNG có thể đánh lên vùng 46, nhưng mà nhịp này của TNG cũng rất là ok. Cổ phiếu TCM, TCM á, thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng có phân tích ở quanh vùng 70 và hướng lên vùng target 80 đến vùng 81. Nói chung em này thì ai đang cầm thì chúng ta chú ý cái target này, vùng 80 81 thì chúng ta chốt lớn thôi. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel cũng được phân tích và khuyến nghị đầu tư ở trong thời gian vừa qua, và nó cũng đang cho những cái target kỳ vọng rất là đẹp. Thì đối với VGI trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 37, hoặc là điểm sâu hơn của nó sẽ là ở khoảng vùng 36-36.5. Lực cầu ở trong giai đoạn hiện tại là TNI bắt khá là tốt, bởi vì bản thân TNI thì VGI thì cũng đã có phân tích một cái điểm bắt đầu từ khoảng vùng 31.8 đến khoảng vùng 32.3. Đây là cái điểm mà các anh chị có thể xem lại trong các bản tin tuần. Đó, chúng ta bắt đầu nói đến những cái trend kỹ thuật của VGI, và đến thời điểm hiện tại thì coi như là 40 trên 40, tức là nó đã hoàn thành cái mắc target ở đây rồi. Và nó đang chạy nước rút. Đây là những cái cây chạy nước rút các anh chị. Thì với cây chạy nước rút này nó chạy rất là nhanh, và tuần tới thì nó có thể kéo lên vùng 44. Chốt bớt một phần nữa và kéo lên được vùng 46.5 thì chốt, và chúng ta lên được đến vùng 46.5 thì chốt cơ bản gần hết, và chúng ta giữ lại khoảng 10 đến 20% vu vơ nữa thôi. Đó, như vậy là VGI cũng đã có một cái nhịp sóng sánh được. Cổ phiếu VTP
VTP cũng tốn khá nhiều công sức đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn xem. Về cơ bản là VTP cũng đã đạt được cái vùng target 84 đến vùng 85 trong nhịp cũ và nó chỉnh. Chỉnh thì nó có những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật trong tuần ở đây, đó là vùng 78.5. Thì về mặt lý thuyết là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba nó mất 78.5, nhưng đến phiên giao dịch của ngày thứ tư là đã lấy lại được vùng 78.5. Như vậy là gì? Nó như vậy là cái vùng chỉnh cung vẫn đáp ứng được cái yêu cầu kỹ thuật. Và trong phiên ngày thứ năm tiếp tục thì nó tiếp tục nhún xuống dưới vùng 78.5, nhưng sau đó nó lại rút chân lên. Như vậy là tạm là ok. Chúng ta sẽ tính toán cái xu hướng kỹ thuật trên góc độ nến ngày các anh chị nhé, và nến đóng phiên thì mới mới được tính. Chứ còn nếu mà nến trong phiên thì có thể là nó sẽ cao hơn hoặc nó thấp hơn so với cái vùng tham chiếu mà chúng ta phân tích. Cái nến cái tuần này thì cũng rất là đẹp, lực cầu tiếp tục ổn định vượt trung bình 21 phiên. Ngắn hạn thì tuần tới chúng ta sẽ có thể có thêm một đến hai cái nến nữa công lại vùng 85, và sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật. Và trên góc độ chỉnh cung thì đầu tiên nó sẽ chỉnh về lại quanh vùng 82 đó, chúng ta sẽ đánh giá thêm vùng 82, bởi vì hiện tại là VGT VTP thì cũng vẫn đang, đang có một cái target nó tối ưu hơn, đó là quanh vùng 90 đó, vẫn 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 kỳ vọng được ở quanh quanh vùng 90. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 82, nó chỉnh cung ở đây ổn định đó, và lực cầu vẫn đạt được khoảng tầm độ 500 đến 600 ngàn, tức là lực cầu nó duy trì được khoảng tầm đây, trung bình khoảng tầm là trên 500 ngàn một tí đó. Như vậy là ok. Cổ phiếu CTR, CTR cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư, mặc dù con này thì được phân tích hơi muộn hơn một tí, tuy nhiên đến thời điểm này thì nó vẫn đang cho những cái target cơ bản là đạt. Trong tuần thì chúng ta có dự báo hai vùng chỉnh cung kỹ thuật cho cổ phiếu này, khi mà nó cán được vùng target 115, thực ra là tuần cũ là nó đạt 115 rồi, thì nó sẽ chỉnh cung về quanh 105, 107 và thậm chí sâu hơn sẽ là ở vùng 101.5. Thì trong tuần nó chỉ có cái râu nến thôi, râu nến test về đây thôi, còn về cơ bản là nó vẫn giữ được ở phong độ ở trong cái biên 105 đến vùng 107. Ba cái nến kết tuần cũng rất là đẹp, và thậm chí là tuần này suýt soát nó đã đạt 120 rồi. Nó hướng đến ở vùng target 120 rất là đẹp. Tuần tới thì nó sẽ chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng quanh vùng 100, quanh vùng đây à, vùng 113 đến khoảng 115. Đây là quanh vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây, và cái vùng chỉnh cung này thì chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá. Trong trường hợp tích lũy cung cầu ổn định thì nó sẽ hướng lại vùng 120, và thậm chí nhịp này có thể kỳ vọng vào quanh vùng 130. Lực cầu thì đang đánh cổ phiếu VTP tương đối là ổn định. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác anh chị, một số các mã cổ phiếu khác và một số các mã cổ phiếu của ngành penny. Penny đúng không ạ? Chúng ta view FLC xem nào, họ FLC xem nào, FLC. Nhìn chung thì như thế này là FLC vẫn tiếp tục bị đạp. Tức là nó chưa có một cái lực 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 đánh ổn định ở đây. Tuần tới nó sẽ có quanh vùng 8, và khả năng vùng 8 này mà không giữ được thì FLC sẽ quay xuống vùng 6. Nhưng FLC nó phải chờ xong, có xong kết luận của điều tra cơ. Xong kết luận của điều tra thì khi đó thì mới có thể khả quan, thì khi đó mới có thể bật được, chứ còn hiện tại thì xu hướng chủ đạo vẫn đang giảm giá. Chỉ có bắt để mà chúng ta chém chiếc lướt lát được trong trong phiên hoặc là T1 thôi. Rốt hiện tại thì vẫn đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 4.6, khả năng là nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Một cái điểm tích cực là mặc dù là cổ phiếu giảm nhưng nó có thanh khoản, cái điều quan trọng nhất là như vậy, tức là vẫn có một cái lực ở đây trung bình đâu đó khoảng tầm 18 triệu. FLC thì đâu đó có khoảng đó, FLC cũng có khoảng tầm trung bình khoảng tầm 25 triệu đó, 25 triệu trên một phiên. Như vậy là có giao dịch, có giao dịch thì nó còn có cơ hội, chứ còn nếu mà không có khối lượng giao dịch thì nó rất là tệ hại luôn. AMD thì cũng đang được trung bình khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu trên một phiên.
Nhìn chung AMD phiên ngày hôm nay thì rơi này cũng là hơi xấu rồi. CM này. Bốn chấm hai, khả năng là AMD sẽ về quanh 4.2, AMD sẽ về quanh 4.2, rốt AMD KLF, KLF thì hiện tại vẫn đang cày bừa được quanh vùng 4.7 đến vùng 5, 4.7 đến vùng 5, thậm chí là trong trường hợp nếu thủng thì phải tính toán ở vùng 3.8 đến vùng 4. Nói chung là bây giờ thì cứ phải theo dõi thêm thôi. Hai thì đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 4.5. Vùng 4.5 mà không giữ được thì nó sẽ rơi về vùng 4. Xu hướng là sẽ rơi về quanh 4. Cổ phiếu HQC, HQC thì nhìn chung ở trong thời điểm hiện tại là cũng tức là nhóm pen, nhóm ngành đầu cơ thì nó cũng chưa được có được cái dòng tiền tốt nhất các anh chị. Chính vậy nên là cổ phiếu vẫn đang xu hướng chỉnh giảm hoặc là đi ngang. Đấy, đường MACD nó đang cắm đầu đi xuống như này thì nó khó lắm. Đây các anh chị, đó, bên này cũng thế nhá. Đó. Đấy, đường MACD nó cắm từ đây và nó cắm xuống đến tận cái thời điểm này nó mới bắt đầu nó di chuyển, nó bắt đầu di chuyển quay ngang. Thì bắt đầu mới có kỳ vọng một cái nhịp nó phục hồi, chứ còn đường MACD nó đang như thế này thì nó khó lắm. Quanh vùng 6.5, phiên ngày hôm nay thì nó bị mất ở vùng 7, biên tích lũy ở 77.2, và với điểm mất này thì khả năng thì nó sẽ quay lại test lại vùng 6.5. OGC sau những phiên rơi rơi khá là mạnh thì nó cũng đang có những cái điểm phục hồi, và theo khả năng thì cùng dự báo thì đây cũng chỉ là những điểm phục hồi T cộng thôi. OGC cũng đã có một nhịp đánh rất là thần kỳ, nó đánh từ từ vùng 8 đúng không? Nhịp này đâu đó khoảng từ vùng 8 mà đánh đến tận vùng 20, như vậy là một cái target cũng rất là cao rồi. Ở JVC thì vẫn tiếp tục hạ độ cao ở quanh vùng 9 đến khoảng vùng 9.3. Trong trường hợp nếu như cái vùng này mà tích lũy được ổn thì còn 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 đạt, chứ còn nếu mà vùng này mà bị mất thì như vậy là nó sẽ về lại hỗ trợ này thôi, 7.3. Đó. DLG trong tuần vừa qua nói chung nhìn chung thì nó cũng chủ đạo là nó đang tích lũy thôi. Biên ở 6.2 đến 6.4, biên này tích lũy thêm. Trong trường hợp mà thủng vùng 6.2 à? 6.2 xong sau đó mà thủng thêm cả vùng 6 thì đấy là một cái tín hiệu tương đối xấu. Khi thủng 6 rồi thì chắc chắn là tập xác định rồi, thủng 6 thì gần như là nó có thể quay về 4. Đó, cái câu chuyện mà khi mà thủng những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh sau đó. Cổ phiếu VHG thì nhìn chung VHG cũng đã nhịp vừa rồi nó cũng đã có một nhịp hồi T. Đấy, cũng tháo được một ít hàng và nhịp này thì để xem là ở vùng 7.4 đến khoảng vùng 7.8 đến vùng 8. Trong trường hợp mà nó tích lũy ổn định và nó có được một lực bật ở đây thì chúng ta lại bắt ở đây để chúng ta chém cá lại ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.5. Còn nếu như bị thủng ở vùng 7.8 rồi thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ thôi. Khi thủng ở vùng 7.8, khi thủng ở vùng 7.8 thì phải chấp nhận một cái thực tế là cổ phiếu này sẽ có thể rơi xuống rất là sâu, bởi vì khi đó thì gần như là nó bị mất cái gọi là mất cái trend, đang nó mất cái trend uptrend ở đây nó, và cái uptrend này thì nó sẽ đang đọng lại ở khoảng vùng 7.8, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Rồi, ok, thì tất cả các mã cổ phiếu thì cũng sẽ phân tích như vậy, và với những mã cổ phiếu nào các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần, các anh chị có thể comment ở bên dưới phần bản tin, hôm nay sẽ dành thời gian để trả lời cho các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nói thêm về video tuần số 121 đúng không ạ? Chúng ta có phân tích lại thì trong cái bản tin tuần đó thì chúng ta có nói đến một cái
Một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì các anh chị đã quá là quen thuộc rồi, đó là vùng 1507 đến vùng 1510. Bật long trở lại ở vùng này thì là ok. Còn đối với chỉ số index thì cũng có nói đến ở vùng 1465 đến 1470, đó cũng là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và thị trường cần phải rút chân lên. Tức là trong tuần vừa qua thì chúng ta có ngưỡng hỗ trợ cứng, ông cứ nói như vậy, ngưỡng hỗ trợ cứng đó là index ở vùng 1465 điểm và VN30 và phái sinh ở vùng 1507 điểm. Tất cả những cái phiên trong tuần thì gần như chỉ bộ đôi chỉ số bộ ba đi, bộ ba chỉ số này thì đều đã giữ được ở trong các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên đến phiên kết tuần thì gần như nó đã phá vỡ hết tất cả mọi cái tính toán và mọi cái yếu tố hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video tuần 121 đúng không ạ? Và tuần vừa qua thì chúng ta có 4 phiên giao dịch. Thì trong những cái nhịp test kỹ thuật test cùng ở đây, test cùng ở đây thì gần như là về đến vùng 1507 là VN30 đều có những cái nhịp tìa các anh chị long lên. Và đặc biệt là cái nhịp long này thì đã long lên được vùng 1530 điểm ở đây. Đó, 1530. Và đến phiên ngày hôm nay thì VN30 cũng tiếp tục quay trở lại test ở vùng 1507 đến 1510. Tuy nhiên đến phiên chiều thì đường của chúng ta chính thức bị thất thủ ở vùng này. Thất thủ vùng này. Đối với chỉ số phái sinh thì anh chị có thể nhìn ở đây. Đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video số 121 thì cũng đã có những cái phân tích định lượng về mặt khá là cơ bản của chỉ số này. Ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1507 đến 1510 và trong tuần thì cũng đã có những vị thế long. Và nó long lên được đến vùng 1520 cộng và đến phiên kết tuần, đến phiên ngày hôm nay thì cũng có những thời điểm phiên sáng là rất là tích cực khi mà nó đã có những cái điểm long lại đây. Chạm vùng 1520 thì về mặt lý thuyết là khi chạm vùng 520 cũng đã phân tích rất là kỹ. Đó, cũng đã phân tích khá là kỹ, ví dụ 1520. Trong tuần thì chúng ta có rất nhiều những cái phân tích kỹ thuật vừa đối với chỉ số VN30 đó ngày hôm qua này. Rồi ngày 13 tháng 4 này, ngày 12 tháng 4. Đó. Đây là những cái phân tích rất là sát. Đó. Thì khi mà chỉ số này chạm vùng 1520 thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái lực test cung long, test cung trở lại. Đó, và chỉ có đến phiên ngày hôm nay, phiên chiều ngày hôm nay thì chính thức là chỉ số này cũng đã bị mất vùng 1507. Nó giữ cả tuần và đến phiên kết tuần thì nó bị mất. Đối với chỉ số index của chúng ta thì chúng ta đây là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin video tuần. Thì trong tuần thì index của chúng ta chính thức là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ 3. Phiên giao dịch của ngày thứ 2 thì nó đã bị mất. Yeah, đúng không? Nó đã bị mất đúng không? Phiên giao dịch ngày thứ 2 thì nó bị mất. Nó đã bị mất cái vùng 1465 và điểm test cung sâu nhất ở vùng 1450. Tuy nhiên thì đến phiên giao dịch của ngày thứ 4, thứ 3, thứ 4 thì nó đã có một lực long tương đối đẹp. Và lực long này thì Hùng cũng đã có phân tích đến cái vùng 1490 đến vùng 1485 đến vùng 1490. Đây, chúng ta sẽ thử 1485. Anh chị thì lúc đó trong 9 giờ 15 phút phiên ngày giao dịch ngày hôm qua đó thì cũng có nói đến là index mà chạm VN30 và phái sinh có vùng cản ở 1530 dự sẽ test cung trở lại. Cùng với đó thì index chạm 1485 điểm đến 1490 dự kiến sẽ rung lắc dữ dội ở vùng này. Đó, tức là khi mà chúng ta đánh giá nhìn nhận về thị trường thì Hùng cũng đã có liên tục có những cái phân tích về mặt kỹ thuật ở trong phiên để chúng ta có những cái định hướng để chúng ta nhìn ra, chúng ta dự báo được những cái vùng mà khả năng thị trường của chúng ta sẽ bị rung lắc khi mà về đó. Thì ở đây là 1.4 bao nhiêu, hôm qua thì nó về được chưa đến 1.485 đâu, nó đã bị lắc rồi, nó bị lắc dữ dội rồi. Về đến vùng 1484 điểm thì đã bị lắc rồi, chưa lên được vùng 1485, tức là phiên giao dịch ngày hôm qua. Và đến phiên ngày hôm nay thì index của chúng ta tiếp tục bị đánh rơi khỏi vùng 1465 điểm, như vậy là cũng tương đối xấu. Thì trên góc độ kỹ thuật là chúng ta đã đi view một số các cái mã cổ phiếu cơ bản các nhóm ngành thì Hùng Lê thấy rằng là trong tuần tới thị trường của chúng ta không có quá nhiều các cái lực đỡ của các nhóm ngành, trừ khi là trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó phải có một cái tín hiệu nào đó đột biến, bởi vì hiện tại là bây giờ chúng ta thấy rằng là trụ là kéo rồi đúng không ạ,
trụ và blue vừa đã kéo trong cái thời gian vừa qua đó, thì nó cũng phải đạt được, nó đã đạt được một số cái target kỹ thuật rồi thì nó sẽ phải dừng lại để nó tích lũy, để nó lớn thêm nó thì nó mới đi tiếp được. Xoay ngược trở lại thì chúng ta nhìn thấy rằng là nhóm bất động sản xây lắp hạ tầng hiện tại gần như cũng không có một cái động lực để nhóm này có thể bật thoát tăng trở lại. Cùng với đó nhóm banh và nhóm chứng khoán thì trong phiên kết tuần ngày hôm nay gần như nó bị phá vỡ khá lớn, khá nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật, và nó cũng phải cần phiên giao dịch ngoài thứ hai để chúng ta đánh giá xem là nó có hồi lại được hay không, nó có lấp lại được cái tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày hôm nay hay không. Thì đấy là một vấn đề, đấy là một câu hỏi mà chúng ta cần phải chờ thêm đó, chúng ta sẽ trả lời, chúng ta đánh giá thêm khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai. Cùng với đó thì chúng ta nhìn lại là nhóm P thì nó cũng đang có phục hồi, tuy nhiên là cái lực phục hồi thì nó cũng 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 khá là chậm. Thép thì bây giờ nó cũng không có đủ cái động lực để nó có thể cân cả thị trường đó. Và nhóm mid cap, nhóm pen thì gần như nó cũng đang đi tương đối là lờ đà lờ đờ, tức là nó không có những cái động lực để cho thị trường bứt phá. Như vậy là tuần tới cũng dự báo rằng là cũng sẽ là một cái tuần mà chúng ta sẽ gặp tương đối nhiều cái khó khăn. Thì ở trên góc độ kỹ thuật chúng ta thấy rằng là VN30 khả năng tuần tới ở cái vùng 1490 thì chúng ta sẽ không nói nữa rồi. 1490 thì chắc chắn rồi, nhưng mà ở vùng 1480 dự kiến là VN30 sẽ test lại ở vùng 1480. Trong trường hợp nếu như giữ được ở vùng 1480 và có một cái lực bật long ở đây thì như vậy là tạm ok đó. Nhưng trong trường hợp nếu thị trường của chúng ta mà thủng 1480 thì căng. Thủng 1480 thì chúng ta phải tính toán đến vùng 1460 đến khoảng vùng 1463 điểm. Như vậy là thị trường đâu đó cũng đang mất, dự mất khoảng tầm độ 30 điểm nữa. Như vậy là một điểm điểm mất như vậy cũng khá là sâu các anh chị. Còn đối với phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đối với phái sinh thì chúng ta sẽ vùng 1490 thì không nói nữa rồi, khả năng cao là sẽ test ở ngay trong phiên giao dịch phiên ngày thứ hai đầu tuần đó. Và chúng ta tính toán cái điểm của phái sinh đó là vùng 1478 đến khoảng vùng 1480, và trên cơ sở đánh giá ở vùng này xem có lực bật, lực long ở cái vùng này không. Mà vùng này mà không giữ được như vậy là chúng ta cũng phải xác định một cái vùng 1460 đến khoảng vùng 1463 đối với hai bộ đôi chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh, thì chúng ta sẽ tính toán như vậy. Còn đối với index của chúng ta thì như thế nào, nhìn trên góc độ kỹ thuật như vậy là index của chúng ta cũng đang gặp phải một cái sự gọi là một cái điểm kháng cự khá là lớn ở đây, vùng 1485 đến vùng 1490. Đấy là cái vùng mông đã nhìn ra khả năng cao khi mà bộ đôi này khi mà index chạm vào đây thì cái sự rung lắc sẽ rất lớn, sẽ nằm ở đây. Và đúng là như vậy, phiên ngày hôm qua thì đổ luôn, phiên ngày hôm nay thì lên được 1480, sau đó thì cũng đổ lại và cũng chính thức mất 1465. Thì với góc độ này thì tuần tới thì cái vùng 1450 thì chắc chắn khả năng cao là nó sẽ test lại ở đây để hình thành một cái mô hình V kép đó. Biết đâu được thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ chưa thể nói trước được, nhưng mà nếu như nó tạo thành một cái mô hình V kép ở đây thì đấy cũng là một cái mô hình trong phân tích kỹ thuật rất là đẹp ở đây đó. Vậy thì vùng 1450 chúng ta sẽ tập trung đánh giá thêm cái chỉ số index của chúng ta, và trong trường hợp nếu như 1450 mà bị phá vỡ thì chúng ta sẽ tính 1435 đến 1440. Khả năng cao thì Hùng đang thiên về kịch bản là về 1435 đến 1440 thì tại đây nó mới có lực bật long, khả năng là như vậy đó. Thì chúng ta sẽ có thêm dữ liệu của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ đánh giá thêm trong 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 tuần, bởi vì là cái dữ liệu kỹ thuật thì nó sẽ trong trong từng phiên á, thì nó sẽ có những cái biến động, và căn cứ những cái tín hiệu đó thì chúng ta có thể dự báo rằng là thị trường của chúng ta đang tốt lên hoặc là xấu đi. Rồi ok, như vậy bản tin tuần này đến đây là hết. Đồng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em của chúng ta trong các bản điểm tin tuần tiếp theo. Các câu hỏi của anh chị chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin, và cũng sẽ dành thời gian để trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của anh chị trên góc độ là những cái hiểu biết của ông Lê, những cái kinh nghiệm của ông Lê. Đó, thì cũng sẽ trả lời trên những góc độ như vậy thì các anh chị tham khảo, nếu mà chúng ta tốt thì chúng ta đưa vào những cái phân tích của mình, nếu mà chúng ta cảm thấy chưa phù hợp thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Ok.